Dịu như thần thái, trổ tài catwalk cực độc khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả. Đây có lẽ là cái kết mà nữ diễn viên cũng bất ngờ vì cô đang mải mê tạo dáng đi catwalk, pha trò cực lầy lội trong khi di chuyển. Đang mải mê xem Diệu Nhi trổ tài đi catwalk, khán giả cũng phải giật mình với pha ngã ngửa ra sàn ngay phút cuối. Mới đây trên trang cá nhân của nữ diễn viên chiến dịch chống ế, vừa đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh mình diện trang phục khá thời thượng, khoe chân dài miên man. Bên cạnh đó, Diệu Nhi lần đầu tiên trổ tài đi catwalk điệu nghệ, thân thái y hệt với các cô siêu mẫu. Cô nàng chia sẻ, chân dung của cô gái ở xa thành phố lâu rồi mới được về Sài Gòn đi dự sự kiện. Sự sành điệu lâu nay đã để dưới Bến Tre, nay phải tập để lấy lại phong độ. Thường cô gái không hay đi cao gót mà phải mang đôi 17cm. Cuối clip là thiệt không hề diễn nha các mẹ. Theo đó, Diệu Nhi đã có những bước sải chân dữ dằn, khó ai sánh bằng. Thậm chí không ai có thể sở hữu được màn đánh hông phải tưởng chừng như một phát từ đầu biên giới về tới mũi Cà Mau như cô nàng. Tuy nhiên, những giây phút cuối clip mới làm mọi người cười lộn ruột. Mang đôi giày quá cao lại chỉ lo tạo dáng, Diệu Nhi đã ngã sấp mặt ra sàn khá mạnh. May mắn là đầu không xà xuống đất. Dẫu vậy, chính người đẹp cũng cười trong sự đau khổ vì êm mông. Với tính cách lầy lội từ trong máu, Diệu Nhi càng được công chúng thích hơn bởi những sản phẩm nghệ thuật cũng như các clip siêu bựa mà cô đăng tải lên mạng xã hội. Vài năm trở lại đây, người đẹp còn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với màn lột xác nhan sắc cùng gu thời trang cực khác lạ. Điều này đã giúp cho nữ diễn viên thu hút nhiều ánh nhìn mỗi khi xuất hiện. Thu Trang, Tiến Luật hôn nhau say đắm và công bố tin vui này dưới sự chứng kiến của hàng trăm khán giả. Không khí buổi upline của đoàn phim Thập Tam Muội hết sức vui nhộn trước nụ hôn nồng cháy của Thu Trang, Tiến Luật khiến fan thích thú. Vào chiều ngày 5 tháng 8, đoàn phim Thập Tam Muội đã có buổi giao lưu gặp gỡ người hâm mộ trong chương trình kể từ ngày phim vừa ra mắt. Có lẽ dù thời tiết có mưa như thế nào, nhưng hàng trăm người hâm mộ cũng như FC của Thu Trang, Tiến Luật đã có mặt từ rất sớm để đến tham dự buổi upline này. Được biết, dàn nghệ sĩ là bạn bè của Thu Trang, Tiến Luật cũng đến, như BB Trần, Anh Tú, Hương Ngọc. Tại đây, mọi khoảng cách giữa thần tượng và fan đã được xóa bỏ hoàn toàn thông qua những trò chơi vui nhộn, hài hước và cực lầy. Đặc biệt, không chỉ có không khí sôi động, nhưng trước sự chứng kiến của fan, vợ chồng Hoa hậu hài Thu Trang còn không ngại khóa môi cực tình tứ, khiến toàn bộ sự kiện trở nên thích thú hơn bao giờ hết. Thời gian qua, dự án Thập Tam Muội của Hoa hậu hài Thu Trang nhận được khá nhiều sự đón chào của người hâm mộ và đang là sản phẩm hot trên YouTube. Theo đó, khá nhiều diễn viên như Khương Ngọc, Tiến Luật, Diệu Nhi, Hoàng Phi, BB Trần với nhiều tính cách, nét diễn riêng biệt đã mang đến những thước phim cực ấn tượng. Được biết, Thập Tam Muội là bộ phim hài được trình chiếu trên kênh YouTube chính thức của Thu Trang với nội dung kể về cuộc chiến ngầm của giới giang hồ. Ngay sau khi ra mắt khán giả, dự án mới của Thu Trang nhanh chóng gây bão khi đạt 2 triệu lượt xem trong ngày đầu tiên và liên tiếp lọt top 1 thịnh hành trên YouTube. Chưa dừng lại ở đó, với 2 tập phát sóng trong vòng 1 tháng, kênh YouTube của Thu Trang tăng hơn 900.000 lượt theo dõi, giúp diễn viên nhận nút vàng danh giá. Tại sự kiện, các diễn viên trong phim vui vẻ giao lưu cùng với người hâm mộ, họ còn lầy lội khi đi ôm hôn từng người. Những trò chơi liên tục được tổ chức nhằm xóa tan khoảng cách giữa nghệ sĩ với khán giả. Đoàn phim cũng cảm ơn khán giả và người hâm mộ đã ủng hộ trong thời gian vừa qua, vợ chồng Tiến Luật Thu Trang cũng không khỏi xúc động. BB Trần bất ngờ khi đồng nghiệp lại đến ôm hôn mình tới tấp. Anh Tú lại không muốn nên khuôn mặt né tránh của anh khiến khán giả không khỏi bật cười. Kết thúc buổi upline, Thu Trang vẫn không quên được khi nhiều khán giả lại đứng đợi xin chữ ký. Thập Tam Muội là câu chuyện về tình huynh đệ trong thế giới ngầm, cuộc chiến giữa phe chợ mới và chợ cũ được Thu Trang, Tiến Luật, Diệu Nhi, Anh Tú, Khương Ngọc, Hoàng Phi kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh với những pha hành động gay cấn, lẫn cười ra nước mắt và những cú twist bất ngờ ở phút 89. Và cũng trong buổi họp fan này, Thu Trang cũng công bố tin vui. Thập Tam Muội phần 2 thay vì sản xuất để phát trên YouTube, Thu Trang, Tiến Luật sẽ cùng đối tác sản xuất chính thức chuyển thể nó thành phiên bản điện ảnh và dự kiến sẽ bấm máy vào tháng 10 năm nay. Với kinh phí đầu tư lớn, dĩ nhiên chất lượng từ kịch bản cho đến từng khung hình sẽ mãn nhãn cho mọi người hơn nữa. Tiến Luật cũng chia sẻ thêm, để thay thế cho Thập Tam Muội phần 2 trên lịch phát sóng của kênh YouTube Thu Trang Official, Trang và Luật chuẩn bị ra mắt dự án phim mới với tên gọi Bổn Cung Giá Lâm, một series phim mang màu sắc cổ trang lẫn hiện đại, đầy đủ những màn đấu đá chốn thâm cung lẫn chuyến đi xuyên không đến thời hiện đại. Và yên tâm là mọi người sẽ gặp lại phần lớn dàn cast của Thập Tam Muội trong dự án mới này. Tiết lộ điều ít biết về cuộc hôn nhân định mệnh vì phá sản của Hoa hậu hài Thu Trang và Tiến Luật. Thu Trang và Tiến Luật cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống và họ đang có một cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc, viên mãn.
Thu Trang và Tiến Luật, cặp vợ chồng hạnh phúc hiếm có trong showbiz Việt khiến nhiều người ngưỡng mộ. Quen biết nhau từ nhiều năm trước và vượt qua bao nhiêu thăng trầm, biến cố của cuộc đời, cả hai đã có được hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay. Ít ai biết, Tiến Luật trước kia vốn là cậu ấm của một gia đình giàu có, cho nên anh được liệt vào danh sách ham chơi, lại sở hữu tính cách bất cần đời. Cũng vì tính cách ương bướng, anh từng được cha mẹ gửi đi nghĩa vụ quân sự để rèn lại nếp sống. Thế nhưng, ít ai biết được điều gì khi bỗng một ngày công việc làm ăn của cha mẹ gặp khó khăn, gia đình anh rơi vào cảnh phá sản. Kể từ đó, Tiến Luật, một chàng trai sống trong nhung lụa, sau một đêm đã phải bươn chải đủ nghề để kiếm sống. Tuy nhiên, bản tính ngang bướng của anh vẫn làm cha mẹ buồn lòng, cho đến khi gặp cô gái tên Thu Trang, con ngựa bất kham ấy mới thay đổi rõ rệt. Về phía Thu Trang, một cô tiểu thư nhà giàu đúng nghĩa, từ nhỏ chỉ biết hai việc là học và chơi mà chẳng hề phải động tay vào việc nhà và sẵn sàng có xe máy đi học thay vì đi xe đạp như chúng bạn. Nhưng chính cái duyên với nghệ thuật đã đưa Thu Trang và Tiến Luật tiến lại gần nhau hơn. Thuở sinh viên, Thu Trang với nét duyên hài hước trời sinh đã trở thành khuôn mặt yêu thích tại rạp công nhân. Trong khi đó, Tiến Luật là nam nhân viên bán vé ở rạp. Cô tiểu thư ngày ấy chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một anh chàng gầy đét, không đẹp trai mà lại nghèo rất mùng tơi, khác xa với mẫu người đàn ông lý tưởng mà cô từng vẽ ra hình mẫu trước đó. Thế nhưng, duyên số rung rủi đã đưa hai mảnh trái ngược đến với nhau. Không chỉ Tiến Luật, ngay đến cả Thu Trang có mơ cũng chẳng ngờ đến một ngày gia đình mình cũng sa cơ lỡ vận. Cha mẹ cô thất bại trong công việc làm ăn nên gia đình rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất. Vượt qua cú sốc tinh thần, Thu Trang gạt nước mắt để bắt đầu lao vào công cuộc kiếm tiền, chạy show cực lực để nuôi sống mình và cha mẹ. Gia đình lâm vào cảnh lâm hàn, bạn bè xa lánh, lúc đó chỉ có chàng trai Tiến Luật vẫn kiên trì ở bên để chăm sóc, động viên cô mỗi ngày. Anh ngày ngày chở Thu Trang đi diễn, kể chuyện cười cho cô vui, lặng lặng sát cánh và vẫn đều đặn nhờ tổng đài gửi bài hát cho cô. Vài năm sau đó, cha mẹ Thu Trang gây dựng lại được cơ nghiệp, còn cô vẫn miệt mài đi diễn vì đam mê. Thế nhưng vượt mọi khoảng cách, rào cản, cuối cùng Tiến Luật cũng đã có những vị trí vững chắc trong trái tim cô nàng đỏng đảnh. Rồi khi tìm hiểu về anh, Thu Trang mới biết hóa ra hoàn cảnh của hai người lại giống nhau đến thế. Bất ngờ hơn khi Thu Trang nhận ra Tiến Luật đích thực là người đàn ông mà số phận đã ban bài cho mình. Cô can đảm nhắn tin cho anh, hai đứa mình thử tìm hiểu nhau nha. Và nhận lại một tiếng đáp không, không bỏ cuộc. Người đẹp quyết định hẹn gặp lại, hỏi lý do thì anh đáp rằng quen thật thì quen, chứ không quen thử. Nếu muốn quen thật thì anh cứ yêu đơn phương em thôi. Vậy là hai người trở thành một đôi từ ấy. Trước đây, Tiến Luật luôn tự nhận mình ham ăn, ham ngủ, ham chơi trước khi lấy Thu Trang. Còn bây giờ anh đã thay đổi đến ngỡ ngàng, chiều vợ và vô cùng hiểu vợ. Tiến Luật nói, việc nhà thì một mình tôi làm, vợ tôi không phải làm. Tại vì từ lúc quen nhau, Thu Trang đã nói thẳng là cô ấy không biết làm việc nhà, bởi vì từ nhỏ tới lớn cô ấy đều không phải làm việc này. Và tôi rất hiểu tính của vợ mình, nên chuyện làm việc nhà tôi cũng không bắt ép cô ấy. Nhưng đôi khi tôi cũng mới làm, vì hai vợ chồng vẫn đang sống với ông bà nội, nên tất cả mọi việc nhà đều có ông bà phụ giúp. Hai vợ chồng rất may mắn khi có ba mẹ hiểu và thông cảm cho công việc của hai đứa. Còn lâu lâu, hai vợ chồng cũng vào bếp, nhưng tôi là người nấu chính, Trang chỉ phụ pha chế đồ, nhưng làm ít bày thì nhiều, mỗi lần làm xong dọn rất mệt. Nói về gia đình nhà chồng, Thu Trang cũng vui vẻ chia sẻ thêm. Có nhiều người nói kiếp trước tôi có tu nên được ba mẹ chồng thương. Ngay cả những lúc anh Luật bận không đưa tôi đi quay được, thì ba chồng cũng là người chở tôi đi quay rồi lại chở tôi về. Còn mẹ chồng thì chăm sóc cho con trai Andy từ nhỏ, đến bây giờ đã 5 tuổi. Lâm Khánh Chi chính thức lên tiếng khi bị ném đá dữ dội vì quát nạt chồng trên sóng truyền hình. Những ngày qua, cặp vợ chồng công chúa Lâm Khánh Chi đang gây bão mạng xã hội khi liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông cũng như các chương trình giải trí được nhiều người ủng hộ. Những tưởng với tình cảm thấm thiết, cặp đôi sẽ dễ dàng hiểu ý nhau khi tham gia các chương trình. Vậy mà mới đây tại chương trình Khi Chàng Vào Bếp, chỉ mới bước vào cuộc chơi, Lâm Khánh Chi đã không giữ nổi bình tĩnh và liên tục quát ông xã. Hai vợ chồng nữ ca sĩ đã không ít lần giận dỗi khi không hiểu ý nhau, vì nàng chỉ đạo một đường, còn chàng thì làm một nẻo. Thậm chí công chúa Lâm Khánh Chi còn định ngừng cuộc chơi. Ngay sau đó, Lâm Khánh Chi cho biết, việc cô lớn tiếng với chồng trong chương trình nói trên chỉ là do vấn đề sức khỏe. Khi quay chương trình đó, tôi bị khan tiếng. Nếu tôi nói nhỏ nhẹ như bình thường, chắc chắn khán giả và chồng tôi chẳng thể nghe được gì hết. Thế nên tôi đành phải cố gắng nói thật lớn cho anh nghe được. Chồng tôi cũng đâu có khó chịu hay ngạc nhiên gì khi tông giọng của tôi cao bất ngờ như vậy. Anh biết tôi đang bệnh mà. Chưa dừng lại ở đó, ở chương trình Học viện Mẹ Chồng, vì sự hơn thua, Lâm Khánh Chi và mẹ chồng luôn trách móc Phi Hùng khiến người ngoài cuộc phải bức xúc. Thấy tội nghiệp thay cho anh.
cô Lan Anh ở gia đình khác còn cho rằng Khánh Chi xử sự không đúng là người nổi tiếng tí nào. Giữa những ý kiến trái chiều về việc quá ăn thua và cay cú khi tham gia chương trình, Lâm Khánh Chi khẳng định cô không hề ăn thua đến mức phải quát chồng trên truyền hình, đơn giản đó chỉ là cảm xúc cá nhân. Tham gia game show, tôi muốn thể hiện hết mình với cuộc thi. Chính vì thế nên cảm xúc của tôi thế nào thì tôi thể hiện ra như thế.